trong những cây viết chủ lực của làng Dân Chủ Việt Nam. Dù không muốn nhưng cá nhân tôi cũng phải thừa nhận rằng Trang là một người có tài so với những đồng nghiệp còn lại trong giới đấu tranh quốc nội. Bởi nếu không có Đoan Trang, chắc gì đã có những cuộc biểu tình rầm rộ giai đoạn năm 2014 đến năm 2016 và giới đấu tranh quốc nội sẽ mãi chỉ là đám ô hợp chuyên chửi nhau trên mạng. Với sự nhanh nhạy vốn có, cộng với quá trình học tập ở nước ngoài, Trang được đào tạo bài bản về phương thức lật đổ chính quyền bằng các tổ chức mang danh xã hội dân sự. Mở đầu là sự ra đời của mạng lưới blogger Việt Nam. Thời điểm tổ chức này được thành lập cùng bản kiến nghị tuyên bố 258 đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ khiến người ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của phong trào đấu tranh quốc nội. Mạng lưới blogger Việt Nam được tổ chức quy củ, chặt chẽ từ cách thức hoạt động, vận động xin chữ ký, cách đóng góp chữ ký, tạo truyền thông cho đến việc liên hệ với các tổ chức nước ngoài. Mặc dù không đạt được mục tiêu đã đề ra là sử dụng sức ép từ nước ngoài để xóa bỏ điều 258 bộ luật hình sự, nhưng mạng lưới blogger Việt Nam đã mở màn, dọn đường cho sự ra đời của hàng loạt các tổ chức mang danh xã hội dân sự ngay sau đó. Các buổi hội họp, gặp mặt, cà phê nhân quyền diễn ra thường xuyên, thu hút nhiều thành viên mới. Từ trên mạng cho đến ngoài thực địa, chưa bao giờ phong trào đấu tranh quốc nội sôi động đến như vậy. Nhưng lắm thầy thì nhiều ma, khi mà ai cũng muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, thành đầu mối để nhận tiền tài trợ từ nước ngoài, những cuộc nội chiến giữa các nhà đấu tranh diễn ra ngày càng nhiều, ngày càng quyết liệt. Người ta có thể bóc phốt, mà sát nhau trên mạng chỉ vì một câu nói. Những người hôm nay là đồng đội cùng nhau kề vai sát cánh trong các cuộc biểu tình, ngày mai trở mặt coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Các hội nhóm cũng vì thế mà suy yếu dần rồi tan rã. Mạng lưới blogger Việt Nam cũng không thể thoát khỏi số phận ấy. Nhìn lại những gì mà tổ chức này đã làm được, chắc hẳn nhiều nhà dân chủ cảm thấy tiếc nuối. Phản đối Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tấn công Việt Nam ở phiên họp UPR, phong trào Tôi Muốn Biết, We Are One, Hội thảo Nhân quyền, Cà phê 258, v.v. Lý do tan rã của tổ chức này bị cư dân mạng phơi bày là do chính đám nội Đoan Trang, Phạm Lê Vương Các và các nhóm thành viên trong nội bộ tự chửi bới, bóc phốt lẫn nhau. Hậu quả là cả dàn chủ tớ của Voice rút lui khỏi tổ chức này, không kèn không trống. Một số thành lập nhóm riêng như nhóm vận động UPR của Đoan Trang, Phạm Lê Vương Các, nhóm chống tra tấn bạo hành. Một số cốt cán còn sót lại như Bích Phượng viết bài thanh minh rằng mình chẳng liên quan, chỉ tham gia đưa tuyên bố, cho vui. Nguyễn Chí Đức thì lên án đám này độc tài, còn Nguyễn Lân Thắng từng tự hào về thành tích đu tường vào tổ chức nhân quyền quốc tế, nay chửi rủa nhóm quanh đi quanh lại vẫn ngần ấy khuôn mặt lê lết từ chiếu nọ đến chiếu kia. Kẻ còn cầm trịch duy nhất, còn lại là mẹ nấm gấu. Sau khi bị tẩy chay dữ dội khi nuốt trọn 50.000 euro, giải thưởng dành cho mạng lưới blogger Việt Nam, thì nay cũng đã yên vị với mức án 10 năm tù giam. Nhận định về những mâu thuẫn trong làng dân chủ, Đoan Trang viết: phong trào dân chủ ở Việt Nam cũng như phong trào đấu tranh ở mọi nước dưới chế độ độc tài khác có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng tất nhiên do hoàn cảnh địa lý và lịch sử, lực lượng đối kháng ở Việt Nam có những mâu thuẫn đặc thù, ví dụ về thế hệ, giữa lớp già với lớp trẻ, tầng lớp xã hội, giữa trí thức với ngoài trí thức, tôn giáo, vùng miền, địa phương, Bắc Kỳ với Nam Kỳ, Hà Nội với Sài Gòn, trong nước với hải ngoại. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, khoảng từ năm 2012 đến nay, đã có một mâu thuẫn mới đã nổi lên và dường như đang ngày càng trở nên gay gắt hơn do sự khác biệt là quá rõ, đó là mâu thuẫn về cách đấu tranh. Hay nói một cách hàn lâm khoa học là về phương pháp tiếp cận. Và Chính trị Bình Dân được ra đời với mong muốn trở thành cuốn sách giáo khoa của phong trào đấu tranh quốc nội. Sự ra mắt của cuốn sách này được kỳ vọng là sẽ kéo lại thời kỳ hoàng kim đã qua của phong trào đấu tranh, cũng như định hình lại vai trò lãnh đạo ngày càng lu mờ của Đoan Trang. Ngoài những lời ca ngợi sáo rỗng của VOA, RFA, RFI, thì cuốn sách này bị dư luận đánh giá là không chỉ thiếu nghiêm túc về mặt kiến thức, cuốn sách còn lẫn lộn giữa truyền đạt kiến thức và tuyên truyền chính trị. Ở mỗi chương, tác giả đều chêm vào một mục bài đọc, và mục này chứa nội dung tuyên truyền thay vì kiến thức. Và nếu cuốn Chính trị Bình Dân được dùng làm sách giáo khoa cho phong trào chống cộng, thì trong tương lai, phong trào sẽ cho ra đời nhiều thành phần trí thức giả. Một cây làm chẳng nên non, một mình Đoan Trang không thể vực dậy, một phong trào đấu tranh vốn chỉ sôi động khi có tiền.
Muốn khôi phục phong trào cũng như tầm ảnh hưởng của mình, Đoan Trang cần nhiều hơn là một cuốn sách vô bổ rẻ tiền. Có tính chất là chào mừng cái mạng lưới blog Go Việt Nam ra đời, thì tôi có biết một bài mà bài đấy cũng tôi muốn gửi gắm tâm tư định hướng cái mạng lưới đấy nó phải là nó chuyên nghiệp quá cũng như là phải nội bộ với nhau cho nó cố kết, chứ không nên đi xa quá mà phải nâng cao chất lượng. Nhưng dần dần thì có thể là do quan điểm ngay từ lúc đầu đã không hợp với cái, những người mà khởi xướng cái mạng lưới blogger Việt Nam, cho nên là nó đi chệch hướng. Tại vì quan điểm tôi là không thích và tôi không ủng hộ những cái vấn đề mà đi gặp gỡ người nước ngoài để gọi là những qua đó để gây áp lực đối với chính quyền nước, để xóa bỏ bất kỳ một điều nào là, chứ không nói đừng nói gì điều 258. Tại vì bản thân tôi là người có tinh thần dân tộc rất cao, lòng tự tôn rất cao. Nếu mà có bầu lần nào thì chính phải những người Việt Nam, dù bắt đầu chính kiến hay là vì một cái vụ lợi, kể cả điều lợi nó không phù hợp với thực tế, thì chúng ta cũng nên vận động dân trong nước, cũng không nên nhờ nước ngoài can thiệp. Tại vì sau này nếu mà mình nhờ nước ngoài can thiệp, tạo tiền lệ sau này họ ép hoặc là họ kích động một nhóm tiểu số ở đấy để đưa ra những điều luật có lợi cho những cái nước mà họ giật dây thì là rất nguy hiểm đối với Việt Nam, thì đó là tôi không ủng hộ. Trong quá trình không ủng hộ đấy, tức là nó là tôi đã ngay lúc đầu tôi đã không muốn không đồng ý nhưng mà thôi, vì tinh thần chung anh em là cũng gắn bó, vì anh em có những quá trình hoạt động mà bởi tình yêu nước, đấy là ở góc độ tôi, cũng như làm được một số việc mà tôi thấy là nó cũng có chính nghĩa và cũng có một số việc công ích cho xã hội thì tôi ủng hộ. Bây giờ nó đi quá đà, tôi cũng chỉ ngấm ngầm là tôi ủng hộ thôi. Và tôi cũng đã gửi góp ý đến những người mà gọi là cầm đầu của mạng lưới đấy, nhưng tôi không bao giờ phản hồi. Tôi từ đó nhận ra là hình như là một là họ vô cảm, hai là họ độc tài, thậm chí còn độc tài hơn là Đảng Cộng sản. Tại vì sao? Tại vì hồi xưa tôi là đảng viên, có những ý kiến trong cuộc họp là tôi phát biểu là mọi người phải nghe, sau đó là mọi người trao đổi hoặc là người ta phân tích cho tôi, sau đó biểu quyết. Thế là dù tôi có là thiểu số thì người ta vẫn phải lắng nghe ý kiến của tôi. Đấy, đó là tinh thần của một họp đảng như thế. Thì cái mạng lưới này nhiều lúc tôi cũng tự gửi tự hẳn email đó. Thế trước khi mà tôi đã quyết định đi ra, tôi còn gửi email để tôi muốn mọi người đã hồi âm lại thôi. Cũng không thấy ai hồi âm cả. Nó là rơi vào hư không. Mà tôi thấy là họ những người cầm đầu họ né tránh, hay là họ không muốn trao đổi, hay là hoặc là họ độc tài còn hơn cộng sản đấy. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái sự kiện cuối cùng mà để tôi quyết định viết cái bức gửi email mà cho để tôi đề nghị cái tổ chức để xóa tên ấy, tại vì trong một lần mà cái mạng lưới là tổ chức ở cái buổi gặp gỡ thì tôi không nhớ, nhưng nó nói về cái chuyện tóm lại là gặp gỡ ở phố Lý Quốc Sư. Hôm đó là có một số anh em blog cũng tham gia, tôi nhớ là có cả giáo sư Chu Hải cũng như là cả tiến sĩ Quang Hà. Tôi thì không vào trận, tôi thì không tham gia, tại vì tối lúc ấy là tôi cũng còn gần ly thân rồi, chứ không chưa ly dị. Nhưng mà tôi vẫn đến để tôi đứng ngoài để có xem có vấn đề gì, như gọi là vấn đề là xô xát hay lộn xộn thì tôi sẽ đứng ra là tôi sẽ là xoa dịu cũng như là để tôi can thiệp và tránh. Tôi vẫn đứng ngoài. Sau khi tan cuộc xong ấy, thì tôi có nói một số anh em lúc ấy tôi đứng xa xa mà thôi, anh em mình buổi trưa là anh em thì lâu lâu không gặp, anh em tập hợp lại để như là vừa cà phê hay là ăn trưa để mình nói chuyện trao đổi. Thì đúng lúc đấy thì tôi thấy là có mấy ông Tây đi ra, thì mình một số nhóm cầm đầu là chạy theo ông Tây. Lúc ấy tôi đứng xa tôi cảm thấy rất là bị sỉ nhục. Tức là những anh em cùng hộ với nhau thì mình không đã mình phải bảo bọc cũng như là mình phải quan tâm trước. Đây là chạy theo mấy ông Tây đấy. Tôi cảm thấy lúc ấy tôi mặt tôi nóng dần lên, tôi rất là cảm thấy. Tôi gọi điện cho một người là lúc đấy đang chạy bảo là tao xin lỗi mọi người xem tao đang ở đây này, bảo con kia tôi không nêu đích danh ra, bảo con kia là tại sau khi đi qua đây gặp anh em, tại vì rất nhiều người còn ở ngoài mà, chứ đâu có phải những người họ ở trong đâu. Thế là chúng tôi tin không có, như là bây giờ gọi là chính kiến nó không còn nữa rồi. Đấy là cá nhân tôi hoặc một số anh em, nhưng mà vì tính thần chung thì vẫn ủng hộ. Nhưng mà cuối cùng là cũng không thấy hồi âm gì cả.
cũng ở cho quà. Xong là tôi là một bạn blogger đó, ngồi đến tầm chiều vậy, cũng thấy của em. Lúc đấy là tôi cảm thấy họ rất không coi thường những thành viên trong blog, mà trong đó tôi vẫn là thành viên. Thế là tôi quyết định viết một cái email là đề nghị là tôi xóa thêm thôi. Tôi viết nội bộ thôi. Tôi viết hôm, tôi nhớ là ngày tháng 3. Tôi nhớ tháng 3 tôi viết. Tôi viết xong là tôi vẫn muốn hy vọng là họ hồi âm lại, trao đổi là trên tinh thần anh em cũng như là những người mà đã từng gắn bó với nhau thì xem cũng không thấy hồi âm. Xong tôi để cho 1-2 ngày. Tôi thấy tên tôi là vẫn trong cái mạng lưới đấy. Tôi buộc phải gọi điện thoại cho một người. Tôi không nói tên, bảo là mày bảo đứa này xóa tên tao đi. Đừng để tao phải làm đơn lên công an là có những người mạo danh tên tao trong mạng lưới, tại vì tao đã làm đơn ra rồi, là đề nghị ra rồi mà vẫn có tên. Cuối cùng là tên tôi mới bị xóa đó.